nghiên cứu này đã được khẳng định là gì có sự liên quan giữa bệnh tim nhân chung và bệnh tim
có hai cơ chế là ảnh hưởng giữa bệnh doanh thu và bệnh toàn cầu hôm nay được chỉ là tương tự là thôi thì nó sẽ đi theo đường viêm phổi là cái viêm phổi của tại cái môn doanh thu nó mới thẳng cái cơ quan nhất. Còn trường hợp thứ hai là nó tác động qua cái cơ thể viêm thì người ta đã nghiên cứu từ năm 2019 để có những bằng chứng. Các bạn sẽ nhìn thấy cái con A là con màu cam, con B là con màu tím. Thì trong bệnh Alzheimer và tiểu đường hai viêm phổi này, trong bệnh tiểu đường có thấy con A, có con B và A luôn. Những cái chứng của thai kỳ thấy được con B, bệnh ho hấp B và A luôn. Các bệnh lý về tiêu hóa B và bệnh tim mạch sẽ thấy được cả A và B. Cái này gợi ý là gì? Mình không sẽ không thể nói là do người ta có bệnh Alzheimer mà người ta có bệnh lý này, không khẳng định theo hướng đó. Mình chỉ khẳng định là nếu bệnh nhân đã có những cái bệnh này rồi, các bạn đang chữa những cái bệnh nhân thân, và nếu phát hiện người ta có bệnh Alzheimer, các bạn phải bắt buộc người ta đi chữa ngay luôn. Bởi vì Alzheimer chính là nguồn sinh ra vi khuẩn để tác động tới cái bệnh mà các bạn đang điều trị. Mình sẽ điều trị kém thành công nếu như cái nguồn vi khuẩn nó vẫn còn đó. Cho nên khi các bạn đang điều trị những căn bệnh này liên quan, các bạn sẽ nói người ta là đi khám trang để tìm kiếm là bệnh nhân có bệnh nhân hay không, nếu có thì điều trị đi. Thì điều trị phối hợp như vậy thì điều trị các bạn nó mới tiến thành công hơn. Thì cái phòng ngừa kiểm soát bệnh nhân vui này thì mình sẽ phải kiểm soát đầu tiên là cái mảng bám thức ăn vôi răng là cái quan trọng nhất, bởi vì cái viêm khuẩn bệnh nhân vui nó sẽ bám vào đâu, nó bám trên bề mặt răng, trên mảng bám thức ăn, trên vôi răng đó. Cái vôi răng thành đó nó sẽ cản trở cho xương và nướng không bò lên trên răng được. Cái cơ chế của nướng mình là ở đâu có vật thể lạ, những cấu trúc lạ nó sẽ đi chỗ khác, nó sẽ chờ chỗ khác. Cái mảng bám của vôi răng, cô đang nước bọt nó có canxi, nó nằm lại ngay vị trí đường viền của cổ răng đó. Thì nếu nó nằm, cô đang nằm ở đó thì nước sẽ tiếp tục có một chút, và càng lúc cái môi đang nó càng tiếp tục to hơn, cái nước tiếp tục tụt xuống nữa, và khi nó tụt xuống cái xương cũng đi theo. Cho nên có môi răng mà phải lấy môi răng liền. Có những câu hỏi là lấy môi răng người ta dùng cái tụt cạo môi răng thì cho nên mình sẽ bị miss thông tin, đó là mình sẽ nghĩ là mình làm mềm mà mọt cái viền mà phải nhân răng, nhưng mà không phải. Cạo môi răng ở đây là động tác mình dùng cực lên răng này đúng không đó, là nó cái dụng cụ nó rất là láng, cực kỳ láng luôn, nó không làm mất đi cái độ bóng láng của lên răng, nó chỉ tác dụng chung để vỡ cái lớp mà vô răng bên ngoài bề mặt răng ra khỏi bề mặt răng, và hoàn toàn không gây hại gì cho cái bề mặt lên răng hết. Cạo môi răng bị bảo vệ yếu. Rồi sau khi cạo môi răng xong, mình cũng khi người ta đi dùng nước xúc miệng kháng khuẩn để cho giúp cho bảo vệ cho môi trường được. Trong những trường hợp bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ cao bệnh nhân vô thì chỉ cần dùng nước súc miệng, không có chứa clo súc acidin. Còn nếu như bệnh nhân mà đã có yếu tố nguy cơ cao của bệnh nhân vô đang phải điều trị bệnh nhân vô phẫu thuật bệnh nhân vô thì dùng nước súc miệng có cả clo acidin, nhưng mà có dùng trong vòng 2 tuần sau điều trị thôi. Bây giờ phòng ngừa kiểm soát mảng bám cực kỳ quan trọng, chuyện giải lao đánh răng khám sức khỏe định kỳ và cạo răng là cực kỳ quan trọng với bệnh nhân bệnh nhân vô. Phải sử dụng chỉ giao pha bắt buộc để lấy được cái phần thức ăn
xương nó đi như thế nào, xương không phải ở một vị trí duy nhất, là hai cái vị trí là hai vị trí mà thấy đau nó lung lay. Nhưng thực tế đang đi được đây là toàn bộ luôn, không chừng cái đau này hết ra số 8 nha, 7, 6 nó là sẽ cùng hàng trên. Cái ra số 5 này nó còn chút xíu là nó 4-5 ly làm ngang của gần của lại cái gì của lại có xương đau phủ ngay cả răng cửa cũng cần được cửa cái chân răng thôi nằm trong xương cái đường gì. Nên như cái đau số 7 này là hoàn toàn không có xương đáng nói luôn. Hàm dưới thì đau số 7 còn chút xíu, đau số 6 là hết xương luôn rồi, đau số 5 toàn bộ là hết. Thì như tôi nó có một cái đặc tính là nó khiến khi nào nó cư trú ở một cái duy nhất nó sẽ là bị tiếp nhất ở hai vùng, vùng răng cối, vùng răng cửa, một bên hay là hai bên, hàm dưới thôi hoặc hàm trên thôi, nhưng nó không bị phá đâu. Và khi tại đại bệnh viêm tiêu dạng tầng thể tức là nó đã bắt đầu hình thành từ cái đầu tiên, sẽ nó lao ra hết tại một tất cả các năng lượng. Thì bạn này nhìn lên trên nó thấy được cứ bạn còn quá trẻ, nhưng như lớn tầm khoảng 50 tuổi thì không suy nghĩ nữa, nữa hết luôn. Tại vì để càng tiếp thì càng mất xương, mất xương nữa là không làm tiếp được nữa, bởi vì mất xương sẽ không làm đem được, không làm đem được ghép xương. Mất xương là hàng giả cũng không được, bởi vì hàng giả nó cũng có xương, nó bán, nó cái hàng nó bán lên trên. Cho nên đó là những người lớn tuổi là quyết định từ nhỏ luôn, còn là tiếp tục trồng ra ngoài, chứ còn chỉ tiếp được là khỏi trồng được nữa luôn. Thì tại như bạn này trẻ quá, bây giờ nhổ ra sớm mà là hai cái hàng đơn giả lên trên cho người ta mấy tuổi cũng là phiền lắm đó. Ăn uống sẽ rất là khó khăn, cho nên ca này đó là đàn này nhổ cái răng này bắt buộc nhổ không tiếc lúa nữa rồi nè. Răng này nhổ, răng này nhổ, còn những cái răng còn lại là cái cửa thì bị phẫu thuật. Cho nên nói các bạn biết tình trạng răng như vậy á, cho nên mình sẽ phải bản thân mình hết và đem đến răng quỷ. Nếu trong gia đình mình có người nhà mà đã bị nhổ hết toàn bộ răng từ khi còn rất trẻ mà không phải ra sâu đâu. Tại vì trước đây là điều kiện nha khoa không phát triển rất là nhiều người ở quê sau cái răng nhổ, và cái đó mình không tính bởi vì đó là chuyện sai. Còn những trường hợp mà không phải sâu răng mà đi nhổ răng và đem đúng á, là mình để đúng cơ quan mình phải kiểm soát răng của mình cho tốt. Rồi sau phần nghe thua các bạn còn hỏi câu hỏi nào được không, mình sẽ qua phần công thức phát triển. Công thức phát triển quá cực kỳ nhanh luôn, bởi vì các bạn còn nói cho mình nữa. Ung thư phát hiện là một cái bệnh lý mà chỉ tăng khoảng 6% tác động trong các loại ung thư thôi. Nó rất là dễ thấy bởi vì nó nằm trực tiếp ở trong bụng mình, chứ phân biệt cũng không phải là quá nhiều mà nó phát hiện ra. Nhưng mà nó rất là dễ nhầm lẫn với lại những cái bệnh lý thông thường khác ở răng miệng. Dấu chấm nghi ngờ ung thư phát hiện khá là giống với những